bố cục ngôi nhà nó phải thay đổi, chính là cái việc mà mua thêm cái căn bên cạnh xong bắt đầu nối thông với nhau. Đấy, ngày xưa chị cứ hình dung là cái thời điểm mà đầu tiên có một căn này chị làm ăn rất là ok. Dạ đúng rồi, em nói thiệt với anh luôn nha. Cái đầu tiên mà chị em ra Đà Nẵng này á là chị mua cái miếng đất trên đó, và chị làm mà từ miếng đất trên đó là chị mới mua những cái miếng đất như này. Vâng. Mà em biết là thờ đó là cái phố Mỹ Xuân Lâm nghe là nổi tiếng ở Đà Nẵng mình. Cho nên là một cái mà vô tình nó làm cho cái chuyện mà bố cục ngôi nhà nó bị thay đổi, chính là cái việc mà mua thêm cái căn bên cạnh xong bắt đầu nối thông với nhau. Đây nó chính là một cái nguyên nhân dẫn đến cái chuyện là công việc đang tốt mà trở nên khó khăn. Khi mà kinh doanh có tiền thì bắt đầu là có một cái lượng tiền thì mua thêm cái căn bên cạnh. Và mua thêm bên cạnh là nối với nhau thông bằng một cái cửa. Một cái cửa ở giữa nhà và một cửa cuối nhà. Nó tạo hai căn nhà thành một cái thế nhà khuyết. Đấy. Khi mà vào thế nhà khuyết rồi thì tất cả những cái phương vị được lập cực lại hoàn toàn. Nó dẫn đến cái tình trạng là nó sẽ bị sai lệch phong thủy đầu tiên. Từ cái quầy thu ngân cho đến nhà vệ sinh cho đến khu bếp đằng sau. Một trong những cái sai lầm rất lớn nữa là mua luôn cả cái nhà phía sau. Nó dẫn vào cái thế là trước cao sau thấp. Đằng trước là một cái tòa nhà, một cái tòa khách sạn 7 tầng. Nhưng đằng sau nó chỉ là một cái tòa nhà cấp 4 một tầng mà thôi. Tạo thành một cái thế trước cao sau thấp. Và hơn thế nữa là cái bếp, cái nhà vệ sinh lại nằm ở một cái phương vị rất là vượng. Nó không hề đúng so với phong thủy. Đằng sau nhà lại một cái rất lớn nữa là nhà trũng hẳn xuống bên dưới. Trũng hẳn xuống bên dưới. Và hoàn toàn bế khí. Hoàn toàn bế khí. Khí ở trong này là không có khí vào để lưu thông này. Khí vào khí ra không có. Dẫn đến cái lượng là lượng oxy nào vào không hề có luôn. Và thoát ra không có. Nấu ăn xong cái là toàn mùi bếp. Toàn mùi bếp, nhà vệ sinh rồi mùi giặt rũ, không có đường thoát khí. Đây là một cái hình thế đã khuyết lại còn thoát không thoát được khí, đã khuyết lại còn bế khí. Thì là người ở trong khu vực này rất khó mà khỏe mạnh được, tiền tài khó mà động lại được. Đấy, hoàn toàn không có một chút gì gọi là thoát khí luôn. Giải pháp đầu tiên tiên quyết bây giờ là phải là thông được khí của cái ngôi nhà này, để khí nó có thể nạp vào được và nó có thể thoát ra được. Khi có khí vào thì mới có thể có sự sống được. Mới sức khỏe nó mới lên và công việc nó mới hành thông được. Không có khí là không có gì cả. Chị mà giao lại cho em á là do em làm rất khách là trên đó. Mà chị về đây là cái này là nó xây sẵn rồi nè. Nó xây sẵn mà chưa tô. Là lúc đó chị làm nó xa thôi em á. Chị đâu. Là nó đậu đường hay là không có chỗ đậu xe nè. Chị mới mua thêm cái đất bên đây. Mua thêm cái đất bên đây là nhà người ta đang ở. Chị xây khách sạn lên. Là xây khách sạn lên là em chặn em không có giờ coi. Là do em không cho anh biết không, em không cho làm ở nhà bên đây đâu. Em nói chị là nếu như chị muốn khách sạn thì thay vì làm kiếm tiền thì xuống phố chị mua đất là chị sẽ riêng biệt với khách sạn gì đó chị làm xong cái là chị đi Mỹ em biết không, chị đi Mỹ chị bỏ ra đây cho nó em cũng vậy mà coi là bắt đầu nó cuộc dần dần xuống. Chào anh. Dạ. Hôm qua hôm bữa lễ đưa một con khách tại bên Uống Cà Phê.